lướt nha. À, bây giờ là đi Hải Đăng. Hải Đăng nếu mà đi ở bãi biển Thùy Dân là đi thẳng ngoài là cặp bè biển á, là qua cái chỗ mà tàu cao tốc á, là tới một cái đường, đường bên phải là lên Hải Đăng. À, là cái chỗ đó nếu mà đông là người ta cấm lên đó nghe. Mấy lần trước á, là cũng có người ta đông quá sợ cái đường đó nó kẹt á, nó cấm lên. Nhưng mà lần này đi thử coi có Hải Đăng á, Hải Đăng trên đỉnh núi á. Thôi ơi, đừng có ra. Thôi. Không rồi. Cảm ơn. Người đang tác nghiệp mà. Đang tác nghiệp. Được chưa? Rồi, hôm nay là ngày mùng 3. Ý, mùng 3 chứ đúng rồi. Rồi, Vũng Tàu đông người ghê không? Đông xe quá trời luôn. Lên dốc này bên tay phải á là cái gì? Địa quan cái gì mà Chúa không? Dạ, tượng đài Chúa Kitô. Tượng đài Chúa Kitô. Đó, ai mà muốn đi bộ leo núi mà có sức khỏe đó là đi tới đó rồi gửi xe rồi là đi bộ lên thăm Chúa nha. Có xe đông ghê không? Xe đậu dài luôn. Đi về đi cano nha. Đó, nhìn cao cao là Chúa đó, Chúa đang giang tay. Em có đi đó bao giờ chưa? Có leo lên Chúa chưa? Anh có đi lâu lắm rồi, còn nhỏ luôn á mà cũng có suy nghĩ có dịp nào sẽ đi lần nữa. Bây giờ mình mới trải nghiệm. Trước là mình đi mình lâu lắm mình quên rồi. Đi lên ngọn Hải Đăng này á, là cái dốc nó cũng đường nó cũng hơi nhỏ, nếu mà đi mà xe mà số tự động á, thì nó ấy hơn, còn đi xe này là có tài xế quan chuyên nghiệp này. Đó, tài xế quan tài xế quan chuyên nghiệp này sẽ chinh phục cái chỗ này, chinh phục cái đường đi lên ngọn Hải Đăng. So, xe số sàn, còn lúc trước là có đi là đi xe số tự động thì nó dễ hơn, nó cứ khi mà nó mình ngừng lại đó thì nó không có tuột, hiểu không? Dạ. À, nhưng mà xe số sàn thì là coi như là phải chạy tài số chuyên nghiệp mới là tự tin để mà leo cái dốc này. Ghê không Quang? Tự tin leo không? Dạ. Dạ. Ok đúng không? Rồi đi khoảng chừng 2 cây số nữa là tới nha, tới đó mình sẽ chia sẻ tiếp. Yeah. Rồi giờ là tới phía trước, phía bên trái là biển, phía sau này là đường này là hồi xưa là núi người ta đập ra để làm con đường này nối giữa bãi trước và bãi sau á. Đây là cũng là rất là một công trình rất là lớn. Hồi mà anh đi Vũng Tàu là cái chỗ này người ta cũng đập đá là mình cũng chứng kiến á, để làm cái đường này nè. À, lâu rồi, hồi đó mình nghĩ chắc năm chín mấy á, là nó ở đó, đây là núi, em hiểu không? Núi ở dưới là biển luôn, thì bắt đầu là cái đường mà đi từ bãi trước đến bãi sau là đi trong thành phố thôi, hiểu không? Bắt đầu nó mới đập cái chỗ này, đập chỗ này để nó làm cái đường. Nhưng mà cái phía bên biển này chán quá, nắng không có cây, buổi tối thì nó mát. Giờ cái chỗ này á, là không biết là người ta có cho mình lên không nha. Không cho lên thì mình sẽ đi cái chỗ khác có chịu đi không. Đó, đi bên phải là nhà hàng Ngành Hào với là cái biển, cái bãi tàu cao tốc nó nằm ở đó luôn đó nha. Đi một vài chút qua chỗ này là bên tay phải là có đường lên, người ta lên kêu bằng núi lớn để mà lấy đi chưa
để mà lên cái ngọn hải đăng. Nhưng mà không biết đó là Tết này người ta có cho lên không, có cho xe chạy lên không thì chưa biết, khi tới đó sẽ biết. Để tới cho lên thì mình lên, còn không lên thôi. Nhưng mà có tài xế chuyên nghiệp rồi sẽ chinh phục ngọn núi hải đăng. Hình như qua cái chỗ khúc cua này là bên tay phải á, có một cái đường. Anh nhìn thì anh nhìn cái đường anh biết. Đi cho lên. Đó đó đó, người ta quẹo lên đó, thấy không? Có phải không ta? Nhìn. Đó, bên tay phải á. Em theo đi theo cái xe đó, đi theo xe đó đi. Xe lên á, này dễ kẹt xe lắm, đi cho biết. Đi coi này là thử tài xế luôn nha. Mỗi người có một cuộc sống. Đi theo luôn, đi theo tay phải. À, bây giờ là thấy xe nó chạy lên rồi là coi như xác định là cho xe lên đó nha. Tài xế quan sẽ chinh phục được đoạn đường này, khung đường này. Nếu mà xe tự động thì ok, còn xe này là phải tài xế chuyên nghiệp. Rồi, quá vô. Từ 16 giờ đến 19 giờ thấy xe nó lên thì mình cũng lên theo luôn, lên luôn. Đó, nói là đoạn đường này là rất là dễ kẹt xe vì đường nó rất là nhỏ. Nó đi rất là nhiều. Tài xế chuyên nghiệp Đăng Quang, phải Đăng Quang không? Dạ. Em cái gì Quang? Dạ em Đinh Tiến Quang. Tiến Quang, ô Tiến còn dữ hơn Đăng luôn. Đó. Cái này anh đi xe tự động thì nó bình thường, mà đi xe số anh sợ nó tuột lắm. Đó, mà Hà thấy không, nói ở nhà nói đúng không? Nó rất là dễ bị kẹt xe lên kia, nó có một khúc rất là ấy. Nhưng mà đi được là coi như là trải nghiệm thú vị. Thấy không, đi là cái đoạn đường nó nhỏ nên rất là kẹt xe. Đi lên đi cách đây mấy chục mét có một cua rất là gắt, mà sao người ta làm không chịu cải tiến đó, mặc dù người ta lên đoạn ngọn hải đăng rất là nhiều. Nãy giới thiệu rồi đó, khúc cua rất là ghê, khúc cua này coi như cua chỏ. Tài xế Tiến Quang là đang chinh phục cái này, quẹo một quẹo trái á, trái trên lên đây nè. Yeah. Mượt mà quá, mượt mà ở bên trước. Quá mượt mà luôn. Quá mượt mà luôn. Thôi, thấy cái khúc ghê không? Cái đó mà xe 6 chỗ, 16 chỗ 2 3 cái là ấy à. Đó đây chưa sao, sao sao. Đó xe đó phải ngừng lại mà nó xuống chút nữa là xong. Cái khúc này là ok đó. Tài xế Quang đã chinh phục đoạn đường lên. Đó, từ đây lên tới chó là nó tương đối có cái khúc đó thôi à. Cũng đó mà có xe 16 chỗ là rất là dễ kẹt xe. Đó, chỗ này là đường đi là đường là lên dốc rất là cao. Đường rất là mát. Dọc đường là có những cái quán cà phê á. Ghê ha. Dốc vừa chỏ không. Đó, phía trái là thành phố Vũng Tàu. Cái này là
cái đèo ở ngoài Bắc nó mới ghê không? Nghe nói mấy cái đèo ở Hà Giang này ghê đó. Dạ. Chạy ghê lắm. Đó, có quán cà phê nè, bên tay phải quán cà phê này đông ghê, lúc nào cũng đông. Mát. Tây á, đây chinh phục đi bộ, có thời gian đi bộ, ok đó. Hello, Tim mới nói tiếng Anh không Tim? Ôi, đúng là cao dữ mà anh. Trời ơi, này nó còn ghê hơn đi mấy cái đèo mà nữa. Trời ơi, ghê không? Rất là cao luôn, trên đỉnh núi luôn mà. Nên là đi thể thao mà đi lên đây là đi về là xong rồi đó. Đã, nó có dẫn cà phê rồi nè. Ý tưởng chứ. Ủa giờ ở trên đây nó có gì hả anh? Có ngọn hải đăng. Hải đăng để cái đèn để cho tàu thuyền nó biết á. Cứ vị trí để nó... Đó. Bây giờ đi đường nào ha anh? Đó, đi đường theo, đi đường này nè, đi đường này nè, đi trên đây nè. Có bao nhiêu đường? Ừ, này nè, đường này, đường này nè, đường này nè. Đó. Cái này là hiện nó không có đường. Cũng dở, nó không làm cái đường đi chỉ nè. Đường này nó hơi rối rối, có cái gì nó sai sai. Đúng là đường này đi xe Honda đi xe hơi chẹt liền. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Dễ kẹt không? Đó, hành đăng nó thấy không? Thì nó không cho vô, tới đây nó bắt gửi xe thì cứ chạy đi chừng nào nó ấy thì mình lấy cà phê hải đăng, xe rất là đông, chạy lên luôn, lên luôn. Thôi ở trên này cũng đã rồi anh, chạy lên đi, chạy lên. Chạy lên. Chạy lên. Chạy lên. Chạy lên.